Hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh Người Trẻ Làm Nên Nghiệp Lớn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận về cuốn sách Bạn Đắt Giá Bao Nhiêu. Như cái tên cũng đã nói lên tất cả, nếu như bản thân chúng ta là một sản phẩm thì bạn đáng giá bao nhiêu? 10 triệu, 20 triệu hay là 100 triệu? Trong video này tụi mình sẽ chia sẻ 3 bài học sâu sắc từ cuốn sách Bạn Đắt Giá Bao Nhiêu của tác giả Vãn Tình. Dù bạn là nam hay là nữ thì cuốn sách này sẽ giúp cho bạn tìm ra những giá trị của bản thân, từ đó bạn sẽ trách nhiệm hơn để khẳng định những giá trị đó. Cuối cùng thì giá trị của bạn ngày càng cao hơn và đắt giá hơn. Nào chúng ta cùng vô thôi. À quên mất, các bạn nhớ đăng ký kênh, bấm thêm cái chuông nữa để xem được những video mới nhất và nóng hổi mới ra lò nha. Còn bây giờ thì vô thịt nè. Vô. Đầu tiên thì tụi mình có lập ra một cái cộng đồng nhằm tạo điều kiện cho những người trẻ sẵn sàng dấn thân, phát triển không ngừng và giúp đỡ nhau cùng đi lên. Chưa hết, bạn sẽ được bật mí rất nhiều điều mà không ai nói cho bạn nghe về việc kiếm tiền, rèn luyện kỹ năng cũng như khởi nghiệp kinh doanh. Nếu như bạn muốn tham gia thì hãy bấm vào đường link ở phía bên dưới nha. Đầu tiên thì chúng ta cùng nhau nói sơ về tác giả một chút xíu. Đối với các bạn thường xuyên đọc sách thì chắc chắn các bạn cũng sẽ biết Vãn Tình là một tác giả có một phong cách viết rất đời thực, dựa trên những gì mà cô ấy quan sát thông qua thực tế. Những cuốn sách cô ấy viết thì không bao giờ đưa ra những lý thuyết suông dạy đời này nọ, mà chính là những trải nghiệm của bản thân, những góc khuất, những sự thật phũ phàng của cuộc sống theo một cách rất tích cực để giúp cho bạn nhìn lại bản thân cũng như thay đổi tư duy nhằm kiến tạo một cuộc sống hạnh phúc, thanh thản và nhẹ nhàng hơn. Nếu như các bạn muốn mua sách để đọc thêm thì tụi mình có để link ở phía bên dưới phần mô tả nha. Nãy giờ giới thiệu quá nhiều rồi, bây giờ chúng ta sẽ vô phần đầu tiên nha, là tại sao chúng ta cần phải có giá trị bản thân. Chắc hẳn các bạn cũng đã từng nghe câu mây tầng nào thì gió tầng đó, hay là ngu tầm ngu, mã tầm mã. Đơn giản là khi bạn tìm kiếm một người bạn đời á, một người đàn ông đẹp trai như là Lee Min Ho nè, giàu có, đi xe sang, hay là một người phụ nữ đẹp như là Song Hye Kyo, dịu dàng, tự lập, biết đối nhân xử thế. Nhưng câu hỏi đặt ra là bạn có gì để xứng đáng với người đàn ông hay người phụ nữ đó? Đó có thể là vật chất, tri thức, cách đối nhân xử thế hay là quyền lực. Ai cũng thích những người bạn đời hoàn hảo cả, muốn những thứ đẹp đẽ. Nhưng cái thứ chúng ta cần phải nhìn nhận đó là chính mình. Để xứng đáng những điều tuyệt vời như vậy á, thì mình phải nâng cái bản thân mình lên, phải trở nên có giá trị, phải sống tử tế hơn và phải thành công hơn. Điều này cũng giống như việc khi bạn lương một tháng 10 triệu đi, thì bạn cảm thấy một chiếc iPhone 14 sao mà đắt đỏ quá, đắt cắt cổ luôn. Nhưng khi lương của bạn 100 triệu một tháng thì nó còn đắt nữa không? Hay là lương của bạn cũng 10 triệu một tháng thì một chiếc xe ô tô giá 1 tỷ thôi thì mắc kinh khủng luôn, đến khi rụng răng còn chưa mua được nữa. Nhưng lương của bạn là 1 tỷ một tháng, liệu có mắc nữa không? Điều này cũng giống như cái việc giá trị của bạn là sống tử tế, sống chân thành, thì bạn thường chơi với những người như vậy. Nhưng quan trọng là bạn phải trở thành một người sống chân thành trước cái đã. Thứ nhất, thỏa hiệp sẽ khiến cho bạn nuối tiếc. Thỏa hiệp tức là bạn không tự nguyện đồng ý làm một cái việc gì đó mà trong lòng mình không hề muốn một chút nào luôn. Chỉ vì cả nể, chỉ vì tình cảm thì nói có cho rồi. Giống như rõ ràng bạn muốn mua một cái váy màu trắng, nhưng mẹ bạn lại muốn mua một cái váy màu xanh mà bạn không hề thích. Cuối cùng mua về xếp trong tủ, cứ tiếc hùi hụi vì mình không mua cái váy mình thích. Rồi sao nữa, bạn sẽ cảm thấy hối tiếc vì chính cái quyết định đó của mình. Mà thậm chí là những cái quyết định kiểu vậy, nó còn để lại nhiều hậu quả hơn. Sau đây là một câu chuyện trích từ trong sách kể về một cô bạn S. Cô này cố chọn học ngành tài chính theo ý của ba mẹ, thay vì âm nhạc theo nguyện vọng của mình. Để rồi cuối cùng oán trách ba mẹ trong suốt 4 năm đại học. Sau này là chọn chàng trai cha mẹ yêu cầu để làm chồng, thay vì kiên trì với người bạn trai yêu thương mình hết mực. Rồi suốt quãng đời còn lại thì cô cảm thấy cuộc hôn nhân thật là vô nghĩa. Tưởng rằng mình chỉ thỏa hiệp một lần thôi, nhưng ai dè, đó là sự thỏa hiệp của cả một đời mà không ai có thể cứu được. Cả quãng đời của cô ấy sống trong sự dằn vặt và hối tiếc chỉ vì mình không dám sống cho chính mình. Ai trong chúng ta đều có những sở thích riêng, những cảm xúc rất riêng và một thế giới quan riêng. Không ai giống ai cả. Vậy nên bạn nhất định phải có dũng khí từ chối những điều mình không muốn làm. Không nên thỏa hiệp cho những quyết định đi ngược lại với giá trị cũng như mong muốn của mình. Nếu không, bạn chỉ hâm mộ người khác và ước được sống giống như họ mà thôi. Hãy can đảm để nói lên sự thật, nói lên quan điểm riêng của chính mình và giải thích lý do tại sao mà lại lựa chọn và quyết định như vậy. Có thể là mất lòng lúc đó thôi, nhưng đổi lại đó chính là sự hạnh phúc về lâu về dài.
Bài học số 2 là hãy tập trung vào nỗ lực hết sức mình. Tác giả có viết một câu như thế này, là trước năm 30 tuổi mà nghèo thì ngoài năng lực, vấn đề còn nằm ở vận may. Nhưng sau năm 30 tuổi mà vẫn nghèo thì mọi thứ đã trở nên nghiêm trọng. Cho nên mới nói, nếu như bạn cứ lơ mơ với cuộc đời của mình thì khổ đó chính là lỗi của bạn. Khổ chính là khi mình bệnh, mình không dám đi khám ở một bệnh viện tốt một chút xíu. Khổ chính là khi mình muốn đưa ba mẹ đi chơi nhưng mình lại không đủ tiền tiêu. Khổ chính là khi mình thích một món đồ nhưng chỉ biết ngắm nhìn một cách ngậm ngùi. Hãy luôn nỗ lực hết sức mình. Mọi thứ trong cuộc sống đều đánh đổi bằng sự nỗ lực của bạn. Muốn có một công việc tốt, phải nỗ lực. Muốn giỏi tiếng Anh, cũng phải nỗ lực. Muốn có một mối quan hệ tốt đẹp, cũng phải nỗ lực. Khi bạn cảm thấy mình nỗ lực hết sức, thì hãy nỗ lực thêm một chút nữa. Hãy dốc hết sức mình để cuộc sống của bạn ngày càng tốt đẹp hơn. Có một chàng trai từ khi còn trẻ vô cùng háo thắng và tuyên bố là sẽ làm chuyện lớn. Thấy anh ta có chí thì ai cũng ủng hộ hết. Không biết làm ăn như thế nào mà lần đầu thua lỗ hết luôn. Sau lần đấy thì anh ta vẫn tin rằng mình có năng lực mà không cần phải học hành gì cả, không cần nỗ lực gì cũng giỏi. Thế là quyết định khởi nghiệp thêm một lần nữa. Và kết quả là lần thứ hai anh ta lại mất trắng. Cuối cùng thì mọi người đều kệ anh ta, và anh ta vẫn là một kẻ vô công rồi nghề. Qua câu chuyện này cho chúng ta thấy được một cái bài học quan trọng là phải phấn đấu để nâng cấp năng lực của bản thân, chứ không phải dốc sức đâm đầu vào tường. Cái này người ta gọi là ngu dốt mà cộng tích cực thì bằng phá hoại. Vì vậy chúng ta cần phải phấn đấu nỗ lực một cách khôn ngoan, nâng cấp tư duy của mình. Bạn hãy suy ngẫm câu nói này của Einstein nhé. Chúng ta không thể giải quyết vấn đề cùng một lối tư duy mà chúng ta đã tạo ra nó. Chốt lại, không phải ai trong chúng ta đều may mắn sinh ra ngậm thìa vàng. Nhưng nếu phải sống một đời nghèo khó, không nỗ lực hết mình, tư duy bần cùng thì thật sự là không đáng để nhắc tới. Bạn phải học hành, phải trải nghiệm thật nhiều thứ, và càng nỗ lực thì càng may mắn. Đừng chờ đợi ai đó mang may mắn đến cho bạn. Bạn phải hiểu là trí tuệ của người khác sẽ không thể nào giúp bạn được. Chỉ có sức mạnh bên trong và hành động thực tiễn thì mới giúp bạn được mà thôi. Bài học số 3 là hãy trở thành phiên bản tốt nhất. Phiên bản tốt nhất là gì? Chính là phiên bản mà bạn cảm thấy vui, thỏa mãn, tự hào, thậm chí là ngưỡng mộ chính bạn. Để trở thành phiên bản như vậy thì không hề đơn giản một chút nào. Bởi vì đây là một hành trình rất dài, nếu không muốn nói là suốt đời. Mình phải duy trì cái phiên bản này để cảm thấy mỗi ngày thực sự ý nghĩa và đáng sống. Còn nếu như bạn chấp nhận một bản thân kém cỏi, sống một cuộc sống thiếu trước hụt sau, lúc nào cũng lo lắng cái này cái nọ, thì không sao, bạn không cần thay đổi gì hết. Phiên bản tốt nhất là khi buổi sáng thức dậy với những mục tiêu rõ ràng, không a dua, không nịnh bợ. Không phải trở thành người mà tất cả ai cũng đều yêu quý, vì thật ra cái người đó cũng không hề tồn tại. Mà chỉ cần sống theo đúng những giá trị tốt đẹp của bản thân mình thôi. Phiên bản tốt nhất cũng chính là cái lúc trước khi mà mình đi ngủ, nhìn vào gương và biết ơn chính mình vì đã thực sự nỗ lực hết mình trong suốt một ngày dài. Đó là lúc bạn có một giấc ngủ thật ngon với phiên bản tốt nhất. Một bài học nữa mà tụi mình muốn chia sẻ với các bạn, đó chính là đừng vội nản mà hãy nhìn lại hành trình. Bởi vì sẽ có những lúc bạn nỗ lực nhưng chưa đạt được điều mong muốn. Sẽ có những ngày bạn cảm thấy không có một chút năng lượng nào để làm. Sẽ có những ngày bạn làm 16 tiếng đồng hồ, bạn tối mặt tối mũi nhưng vẫn không được sếp công nhận. Sẽ có những ngày người yêu hờn giận, người khác hiểu lầm bạn. Sẽ có những ngày bạn mắc sai lầm liên tiếp ở trong công ty và bị anh chửi liên tục. Nhưng đừng nản chí nhé. Hãy nhìn lại cả một cuộc hành trình dài bạn đã trải qua, bạn đã cố gắng và phấn đấu nhiều như thế nào. Chả lẽ một đoạn đường dài còn đi được thì những cục đá nhỏ ngán đường này xi nhê gì. Hãy nhìn lại bản thân mình và cố gắng lên nhé. Chúc bạn thành công. Tóm lại, có 4 điều tụi mình muốn nhắn nhủ. Đó là đừng thỏa hiệp với những gì mình không muốn. Phấn đấu và nỗ lực hết sức mình. Hãy trở thành một phiên bản mà bạn cảm thấy tự hào. Và đừng nản lòng khi gặp những điều không như ý. Video đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem tới cuối video nha. Nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng ngần ngại cho tụi mình một like, một subscribe và đừng quên comment cảm nhận của bạn nhé. Hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo vào lúc 8 giờ tối chủ nhật tuần sau nha. Bye.